thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Em thắc mắc là thế thì chị sẽ sử dụng cái tiêu chí nào để lựa chọn xem là một tác phẩm này nó có phù hợp với nhà xuất bản của mình hay không này, hay là với mình hay không, hay là với thị trường hay không, thì nó có trên một cái đánh giá nào để có thể lựa chọn một tác phẩm có thể xuất bản được không ạ? Đúng rồi, khi mà bạn làm lâu cho một nhà xuất bản nào đó thì bạn sẽ hiểu được cái tiêu chí của nhà xuất bản đó với những tác phẩm phải đến từ những tác giả như thế nào và chất lượng nó phải đạt đến đâu. Thế thì nhìn chung mà khi mà có bản thảo gửi đến và chị phải đọc duyệt chẳng hạn, thì chị sẽ dựa trên 3 tiêu chí, nói 3 cũng được, nói 2 cũng được. Bản chất của tất cả mọi bản thảo gửi đến đấy là cái bản thảo này nó kể câu chuyện gì, và cái thứ hai nó kể như thế nào. Bản chất là kể cái gì và kể như thế nào, nó chỉ có 2 tiêu chí vô cùng cơ bản đấy thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chị vẫn ghi rõ ra là 3 tiêu chí để cho nó dễ, mọi người dễ hình dung ấy. Tiêu chí thứ nhất là nội dung của bản thảo đó là gì, tiêu chí thứ hai là cấu trúc của nó ra sao, và tiêu chí thứ ba đấy là ngôn ngữ, tức là vấn đề hành văn, vấn đề cách viết. Thế thì nội dung ở đây chúng ta hiểu là đề tài. Khi mà xem xét tiêu chí đề tài chẳng hạn, thì biên tập viên sẽ phải đặt cái đề tài đó giữa rất nhiều những đề tài tương đương ở trên cùng thị trường chẳng hạn. Ví dụ như là du ký chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải xem là nơi nào đã có tác giả nào xuất bản cái gì có liên quan đến câu chuyện này hay chưa. Thì lúc đó thì biên tập viên sẽ phải có một cái bức tranh tương đối là tổng quát về thị trường để cân nhắc, để đánh giá được đề tài là tốt hay không. Hoặc là có đề tài mà nó chưa xuất hiện ở đâu bao giờ chẳng hạn, thì nó sẽ là một điểm cộng đó. Thế còn tiêu chí cấu trúc thì đương nhiên bản thảo cũng được yêu cầu có một cấu trúc tốt, bởi vì là không có cấu trúc tốt thì bản thảo sẽ lỏng lẻo, sẽ yếu, sẽ không có một cái cốt để nó có thể đứng được. Thế rồi vấn đề của ngôn ngữ, vấn đề của hành văn, văn phải đẹp, ngôn ngữ phải tốt. Nhưng mà tùy từng trường hợp lại yêu cầu những tiêu chí này cao hơn hay tiêu chí kia cao hơn. Ví dụ như có một tác giả mới tinh chẳng hạn, đưa đến một đề tài chưa được ai viết bao giờ, mặc dù cái phần cấu trúc, cái phần ngôn ngữ có thể chưa tốt lắm, bản thảo đó vẫn sẽ được duyệt. Và nhiệm vụ của biên tập viên là nâng cái phần ngôn ngữ, nâng cái phần cấu trúc ấy lên, ví dụ như thế. Thế thì có những bản thảo với nội dung cũng vừa đủ, vừa phải, nhưng cấu trúc của nó chưa hẳn là đã tốt, nhưng tác giả là một người rất là có danh tiếng, có uy tín trong xã hội, và vấn đề được đặt ra là vấn đề rất hay chẳng hạn, thì cái yếu tố cấu trúc chẳng hạn mình cũng có thể hỗ trợ để tác giả có thể có được một cái bản thảo tốt hơn. Và đấy là những cái chỗ mà biên tập viên phải điền vào. Thế rồi đương nhiên ngoài những tiêu chí chính đó ra, chúng ta cũng sẽ có thể tính thêm một vài cái tiêu chí phụ khác, ví dụ như là về nhân thân của tác giả chẳng hạn. Ví dụ cùng là một đề tài này thôi và cái lối viết cũng bản thảo là vừa đủ để in, nhưng nếu là một tác giả có ảnh hưởng xã hội chẳng hạn, thì đương nhiên thì chúng ta cũng sẽ duyệt cái bản thảo đó. Hoặc một bản thảo nó không đến từ một tác giả nổi tiếng, nó chất lượng ở mức đủ dùng, thế nhưng mà cái vấn đề đó nó đang là cái vấn đề mà xã hội quan tâm, thì bản thảo đó cũng sẽ được cân nhắc. Đó, thì biên tập viên sẽ phải linh động giữa các tiêu chí đó để đề xuất một cái bản thảo cho cái đầu vào của nhà xuất bản. Nhưng có trường hợp nào mà mình đánh giá tiêu chí nó là như thế này, nhưng mà đến khi mình nghĩ là tác giả này, ví dụ như là tác giả này cũng rất có danh tiếng này, rồi là tác giả này cũng có ảnh hưởng trong xã hội này, thì mà mình lựa chọn tác giả đó như chị nói là cân nhắc, nhưng mà đến khi xuất bản ra thì nó lại không có cái hiệu ứng như mình mong đợi. Trường hợp này chị có gặp nhiều không? Có chứ. Nói chung thì đấy cũng là câu chuyện của chung của mọi nhà xuất bản. Bởi vì mình cũng không thể, không ai có thể nắm tay chắc từ tối đến sáng được, đúng không? Bởi vì thị hiếu đọc của người đọc có thể thay đổi, và bản thân tác giả đó cũng đã thay đổi trong quan điểm của mình, hay là cũng đã thay đổi trong cái cách tiếp cận với công chúng của họ chẳng hạn. Thế thì nó có cái chuyện bán kém hay bán ế, hay là thậm chí không bán được, tồn kho vân vân, thì cũng là chuyện bình thường. Và khi làm trong ngành xuất bản thì chúng ta vẫn phải chấp nhận thực trạng đau thương đó thôi, không có cách nào khác. Nhưng mà nhìn chung thì chị thấy là những trường hợp đấy sẽ không nhiều đâu, không nhiều.
Nhưng mà nó vẫn có rủi ro như thế xảy ra thì nó có trở thành một cái áp lực hay căng thẳng cho chị không? Bởi vì nếu như nghe chị nói thì em cảm giác như là cái trách nhiệm của biên tập viên rất lớn, bởi vì từ cái khâu duyệt bản thảo này nó có được xuất bản hay không thì cũng nằm ở trong cái đánh giá của một người biên tập viên chẳng hạn. Thì cái điều đấy có gây nên một cái áp lực lớn cho chị không, hay là em muốn hỏi sâu hơn là sẽ có nhiều biên tập viên cùng tham gia cái việc đấy hay không, hay là chỉ có một biên tập viên chính và đã gạo cội, đã lành nghề rồi thì mới được làm cái việc đánh giá một tác phẩm xuất bản? Đương nhiên là áp lực chứ, bởi vì nếu in một cuốn sách ế thì sẽ bị phạt doanh thu này đó, thế rồi là mất mặt này. Đương nhiên là cũng mất mặt chứ. Đúng rồi, thế nhưng mà cái việc đọc duyệt một bản thảo thì quyết định của một biên tập viên hay là cái ý kiến của một biên tập viên gạo cội đương nhiên là nó có trọng lượng, nhưng nó không bao giờ là một ý kiến thay cho tất cả. Cho nên bất kỳ một bản thảo nào khi mà một biên tập viên thấy đối với mình là thấy được thì nó sẽ được đưa ra một ban của những người cùng với các biên tập viên cùng ban, dù là trẻ hơn, dù là già hơn, dù ở mảng này hay mảng kia, các biên tập viên đó đều phải có ý kiến. Bởi vì chúng ta biết là trong cái môi trường xuất bản chẳng hạn, thì khi mà đầu tư cho một cuốn sách thì nhà xuất bản sẽ phải đầu tư rất là nhiều tiền, rất là nhiều nhân sự cho một cái dự án như vậy. Thế cho nên càng có nhiều ý kiến tham gia bàn luận về nó càng tốt, và bản thân kiến thức của một biên tập viên ấy, nó sẽ không bao giờ là đủ cả để có thể đưa ra một quyết định chính xác nhất. Thế thì là cả một ban như thế sẽ cùng ra ý kiến và lấy biểu quyết. Sau đó nếu như mà biểu quyết ở trong ban xong rồi lại phải duyệt ở cấp cao nhất, đấy là cấp của ban lãnh đạo, cấp của giám đốc, phó giám đốc, mọi người cũng sẽ thêm ý kiến vào. Thường thường thì đương nhiên ban giám đốc sẽ dựa trên ý kiến của ban cấp dưới thôi. Tuy nhiên thì trong rất nhiều trường hợp, với những cái thông tin mà cấp trên lãnh đạo có được, với cái sự bao quát thị trường chẳng hạn, thì họ vẫn có thể phủ quyết một đề tài nào đó nếu như nó chưa thực sự được sắc bén đó. Thì cái cơ chế duyệt là như vậy. Cho nên là đôi khi các bạn trẻ, các bạn mới gửi thư đến một nhà xuất bản và cứ thắc mắc là tại sao bản thảo của tôi gửi cả tháng trời mà các vị làm ăn cái gì mà các vị không duyệt cho chúng tôi ấy. Tôi chờ dài cổ. Nhưng mà mọi người biết là cái quy trình duyệt của một bản thảo nó phải qua nhiều khâu như vậy thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Thế và duyệt kỹ như vậy thì nó cũng là cái thời gian mà để nhà xuất bản cân nhắc chọn cái này hay chọn cái kia. Bởi vì đầu tư cho một cuốn sách sẽ là đầu tư rất nhiều công lao của biên tập viên, công lao của đội ngũ thiết kế, rồi tiền in ấn, rồi tiền phát hành vân vân. Cho nên là phải cân nhắc là điều rất là bình thường. Có trường hợp nào mà có một tác phẩm, ví dụ như một tác giả mới đi, chị đọc chị rất thích, nhưng mà cuối cùng lại bị phủ quyết và chị đành phải là ngậm ngùi nói với tác giả là xin lỗi, không thể đưa xuất bản một cái cuốn sách của bạn ấy được hay không? Có chứ. Cũng khá khá đấy. Trong cái quá trình làm việc của chị thì là chị nhớ là đa số những bản thảo mà chị đề xuất thì đa số là đều được duyệt. Thế tuy nhiên vẫn có một số những trường hợp mà không được thông qua. Không được thông qua nó cũng không hẳn là bản thảo đấy không tốt, nhưng nó có thể liên quan đến cái khả năng kinh doanh của đơn vị xuất bản vào thời điểm đó. Nó liên quan đến sự thử nghiệm của nhà xuất bản dành nguồn lực cho thử nghiệm dòng này thay vì thử nghiệm dòng kia vân vân. Thì cái sự điều chuyển đó thì nó sẽ phải linh động ở trong cái môi trường xuất bản, bởi vì nó là vừa là sản xuất nội dung nhưng nó còn vừa là kinh doanh nữa. Nên là cái bài toán vừa làm sao vừa làm ra được một sản phẩm tốt, có tri thức, giàu văn hóa, đồng thời lại có thể sống được, thì là cái câu chuyện mà luôn luôn khó khăn đối với bất kỳ nhà xuất bản nào. Thế nên cho nên là việc duyệt như vậy thì nó như bạn thấy là phải qua nhiều khâu, và đồng thời là biên tập viên cũng sẽ chịu trách nhiệm một phần chứ không phải là có thể chịu trách nhiệm toàn bộ cho cái dự án mà mình quyết định. Có một cái câu chuyện đấy là nhiều khi các tác giả hoặc là các dịch giả mới, các bạn ý vẫn còn non á trong cái bản thảo của mình. Thì khi mà mình làm công việc biên tập thì rất là nhiều khi mình sẽ phải cứu cái bản thảo đấy lên rất nhiều lần, nhưng mà đến khi xuất bản ra thì người ta không biết tới là ai là cái người đã làm cho bản thảo đấy nó được như người ta thấy. Thì đấy có phải là một nỗi đau đớn trong lòng của những biên tập viên không? Nó sẽ có tình trạng đấy đương nhiên rồi. Đã có những, trong quá trình làm việc mình cũng đã chứng kiến là có những bản thảo mà
và mà mình đã từng trải qua, là nó là một cái phần nguyên liệu vô cùng thô, và nếu không qua tay của biên tập viên chẳng hạn, nó sẽ không thể ra hình hành hài một cuốn sách gọn gàng, sắc nét, hấp dẫn như vậy. Hoặc là có những bản dịch chẳng hạn, cái chất lượng bản dịch tương đối là thấp và nó qua tay khoảng 1-2 biên tập viên thì nó đã nó lên được mấy điểm. Thì tất cả những điều đó thì độc giả, người đọc sẽ không hề biết đến đâu. Thế thì nó chính cái điều này nó cũng gây ra sự hơi có thể lấn cấn hoặc là hơi hơi buồn một chút trong những người định theo đuổi công việc này hay chăng, rằng là những cái công lao của mình, dù là mình đóng góp rất nhiều cho bản thảo, nhưng mình không được nhìn nhận, không được đánh giá đúng mức. Thế thì khi mà bạn xác định bạn lựa chọn một công việc, thì chị nghĩ là bất kỳ một công việc nào nó cũng sẽ có một cái điểm khúc mắc này hay điểm khúc mắc kia. Nếu như là bạn thích một công việc mà đứng dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ chẳng hạn, ok, như nghề diễn viên showbiz chẳng hạn, thì họ sẽ bị áp lực của cái việc là bị soi chiếu vào quá nhiều, đúng không? Đó, đó, thì đấy cũng là cái áp lực của họ. Thế còn những người trong hậu trường thì đương nhiên chúng ta sẽ có một chút cái câu chuyện hạn chế về việc chúng ta được ghi nhận, được nhìn nhận. Thế nhưng mà chị cũng phải nhắc lại là nghề nào, nghề biên tập không phải là nghề duy nhất đứng trong hậu trường, và có rất nhiều những nghề khác cũng là công việc đứng trong hậu trường. Giống như là Yoli đang làm đây cũng là một công việc có rất nhiều cái vấn đề hậu trường ở đằng sau, đúng không ạ? Thế thì mỗi công việc nó sẽ có cái khó riêng của nó. Thế và từ cái trường hợp của chị suy ra thì chị thấy là nếu như là mình làm việc tận độ chẳng hạn, mình đóng vai trò như là một biên tập viên, một chuyên gia của một dự án, thì nó cũng không ở trong bóng tối lắm đâu. Chị nghĩ thế. Nó cũng sẽ nhiều cơ hội được tỏa sáng ở chỗ này hay là chỗ khác, không nhất thiết là phải ở trên cuốn sách này hay là cuốn sách kia. Và đôi khi nó còn có một cái câu chuyện nữa là nói ra thì cũng hơi xế một chút, nhưng là tình yêu công việc chẳng hạn, hay là cái khoái cảm được giải quyết một bài toán chẳng hạn, thì đôi khi nó đã đủ cho mình rồi, nó đã đủ là mình sung sướng rồi. À, cái câu dịch này rất là khó, nhưng mà mình đã sửa được một cái câu rất khó của dịch giả như thế này thành như thế này, và câu dịch đã hoàn toàn sáng sủa, đã hoàn toàn thoát ý. Hoặc một bản thảo như thế này mà cuối cùng mình với một mớ nguyên liệu vô cùng thô, vô cùng ráp, mà mình cuối cùng mình đã xây dựng thành một cuốn sách chỉn chu chẳng hạn, thì riêng cái việc mà ta giải được cái bản toán đó rồi, nó đã đem lại một cái khoái cảm rồi. Chứ còn câu chuyện mà được nhìn nhận hay được biết đến thì nó là câu chuyện phía sau. Thế thì tuy nhiên thì chị quan sát trong những năm tháng gần đây, khi mà nhận thức của người đọc về sách vở, nhận thức của người đọc về xuất bản đã mở mang hơn rất nhiều so với thời của chị trước đây, và có thể cũng hơn rất nhiều so với thời em còn trẻ hơn chẳng hạn, thì chị bắt đầu thấy là các tác giả đã ghi nhận, đã bày tỏ cái lời cảm ơn rất là chân thành tới các biên tập viên của mình, và đồng thời người đọc cũng hiểu hơn vị trí của biên tập viên. Thì bây giờ chị thấy là vị trí của biên tập viên cũng đã được xã hội nhìn nhận khác, và không tối tăm, không tù mù như cái thời kỳ trước đây chị đã từng trải qua. Chúng ta biết là một dịch giả chẳng hạn, khi dịch một bản thảo thì họ chỉ một mình với bản thảo đó thôi. Nhưng mà khi biên tập viên đưa ra xử lý chẳng hạn, họ sẽ có cả một hệ thống tham khảo rất là lớn, tham khảo từ các biên tập viên khác trong cùng ban, các biên tập viên khác trong cả nhà xuất bản, và rồi là những hệ thống của những cái tác giả hay là những cái chuyên gia để tham khảo khác nữa, thì cái khả năng để cho bản thảo nó ra đời được chỉnh chu thì nó là rất là cao. Đó thì đương nhiên là độc giả sẽ không biết đến đâu. Họ sẽ gửi lời cảm ơn đến dịch giả. Thỉnh thoảng mình cũng sẽ nhận được những lời là nhờ bạn chuyển lời cảm ơn của tôi đến dịch giả này, vì cuốn sách này thực sự là sâu sắc, thực sự là hay, nhưng vân vân. Thì họ sẽ không chuyển cho biên tập viên đó. Thế nhưng mà chúng ta đều phải hiểu với nhau câu chuyện rằng là có rất nhiều bản thảo đã được các biên tập viên hỗ trợ để có thể trở thành một cái sản phẩm, trở thành một bản dịch thực sự là xuất sắc. Vậy còn mâu thuẫn với tác giả thì sao? Chúng ta nói về mâu thuẫn giữa các biên tập trong cái câu chuyện xử lý bản thảo rồi, vậy còn với tác giả thì chị gặp mâu thuẫn gì không? Đây là một thứ rất là huyền thoại. Đây là một huyền thoại của ngành xuất bản. Mọi người sẽ luôn luôn thấy, mà không chỉ là xuất bản Việt Nam đâu, mà là cả xuất bản thế giới nữa, mọi người sẽ luôn luôn thấy hình ảnh kiểu biên tập viên đánh nhau với tác giả ấy, để đánh nhau chí chát các thứ để cuối cùng tạo ra một sản phẩm tốt nhất. Nhưng mà trong quá trình trải nghiệm làm việc của chị thì, và chị quan sát những mọi người xung quanh đó, thì mình thấy cái không biết ở đâu, nhưng ở với cá nhân chị và những cái môi trường mà chị quen biết, thì cái câu chuyện đó nó không đến mức huyền thoại như là trên sách vở hay là báo chí mô tả đâu. Bản chất khi mà đưa một bản thảo về đến nhà xuất bản và hai bên đã ký kết hợp đồng với nhau, nghĩa là chúng ta đã ngồi chung trên một con thuyền rồi. Thế và cả hai
đều là có một thiện chí là đưa ra được một sản phẩm tốt nhất, cho nên là tất cả các phương án đều được thỏa thuận, đều được trao đổi với nhau. Cho nên chị khá là ít gặp việc là tác giả hay biên tập viên có những mâu thuẫn căng thẳng. Đương nhiên nó cũng sẽ có, nhưng mà nó ít, nó không phổ biến và nó cũng tương đối dễ được giải quyết. Đó. Khi mà chúng ta có đầy đủ căn cứ, đầy đủ lý luận cụ thể cho một cái sự thay đổi này hay sự thay đổi kia chẳng hạn, thì đương nhiên là sẽ hai bên sẽ thỏa thuận được với nhau thôi. Thì chị cũng ít gặp mâu thuẫn trong những cái trường hợp như thế.